Hi, xin chào anh em quay trở lại với kênh app kiếm tiền 2020 nhé. Bữa nay mình sẽ hướng dẫn cho em cách kiếm tiền bằng game bắn cá ha. Rồi game này thì mình sẽ để bên dưới phần mô tả của video nhé. Khi anh em đăng ký thì anh em sẽ có 30k để anh em khởi nghiệp đầu tiên nhé. Hoặc anh em đăng ký bằng Facebook cũng được ha. Anh em đăng nhập bằng Facebook. Khi anh em đăng nhập xong thì nó sẽ hiện lên một cái bảng là anh em sẽ đăng nhập cái tên vừa hiển thị của anh em nhé. Rồi đây mình sẽ đặt tên là app kiếm tiền. Rồi mình sẽ khi anh em đăng nhập thành công thì nó sẽ tặng cho anh em 30k nha. Và anh em bấm vào phần đổi thưởng này. Đó. 20k Việt Nam đồng thì nó thì anh em 270k trong game thì anh em sẽ đổi được thẻ cào 20k nhé.